Phần mềm gián điệp Trung Quốc. Toàn bộ smartphone và tablet Samsung bị phát hiện cài đặt spyware có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cụ thể là phần mềm gián điệp Qihoo 360 trong phần tính năng Davis Care thường xuyên kết nối từ xa tới máy chủ đặt tại Trung Quốc. Thông tin được tiết lộ trên Reddit. Theo đó, Samsung xác nhận module storage của Device Care sử dụng công cụ Qihoo 360, nhưng không cung cấp thông tin liên quan vì sao nó lại kết nối tới máy chủ Trung Quốc. Qihoo 360 từng liên quan tới một vài scandal thu thập thông tin người dùng, nhưng là với smartphone có nguồn gốc từ Trung Quốc. Còn với smartphone Hàn Quốc gần như chưa có tiền lệ. Người dùng Reddit cảnh báo rằng, việc cấp phép cho Device Care được quyền truy cập không giới hạn vào tất cả dữ liệu điện thoại là vô cùng rủi ro. Kiểm tra kỹ module storage của Device Care cho thấy, khi kích hoạt tính năng này sẽ kết nối tới một số máy chủ đặt tại Trung Quốc nhưng không rõ những loại dữ liệu nào được truyền đi. Nếu ai đó muốn chặn Device Care cũng không phải việc dễ dàng. Nếu không root máy, chỉ có cách đưa các domain Trung Quốc mà Device Care kết nối vào danh sách đen bằng cách dịch vụ kiểu như NEXTDNS. Còn nếu root máy, có thể chặn bằng các công cụ khóa quảng cáo kiểu như AdAway và Blockada. Hiện nhiều người dùng đã lên forum chính thức của Samsung yêu cầu hãng gỡ bỏ phần mềm Qihoo 360 khỏi tính năng Device Care. Trong khi đó, hãng điện thoại Hàn Quốc khá im hơi lặng tiếng về vấn đề này.